months later. Tại sao con không? Bụt ơi, Bụt phải không Bụt? Bữa giờ con đi tập gym, con tính giảm cân mà không nghĩ là nó lên tới 10 kg lận. Còn cách nào giúp con không Bụt ơi? Để ta coi. Cái này chỉ có hút mỡ từ con à. Hút mỡ là sao Bụt? Làm sao mà ta biết được? Con đi hỏi bác sĩ đi. Thôi, ta đi đây. Biến à. Dạ. Hút mỡ là một phương pháp giảm mỡ khá đơn giản nhưng có kết quả hầu như là tuyệt đối. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải làm đúng quy trình để làm sao cho an toàn và có kết quả tốt sau khi hút mỡ. Hôm nay bác sĩ sẽ hướng dẫn các bạn vài lưu ý để khi bạn đã đưa ra quyết định tạo hình vóc dáng bằng phương pháp hút mỡ nha. Thứ nhất, bạn cần phải xác định xem mình có phù hợp với phương pháp hút mỡ hay không. Như các bạn biết, hút mỡ là một phương pháp giảm mỡ vùng, tức là chúng ta sẽ chủ động lấy mỡ ra khỏi một cái vùng mà chúng ta mong muốn, ví dụ như vùng bụng, vùng đùi, vùng cánh tay hay vùng hông. Và thường các bạn thích là giảm mỡ bụng là nhiều nhất. Thì cái vùng bụng là cái vùng mà chúng ta cần phải xác định xem độ lớn của bụng nó có phải là do mỡ hay không. Thì để xác định là cái vùng mỡ của bạn có đủ dày, có phải là do mỡ hay không để các bạn có thể áp dụng phương pháp hút mỡ, thì các bạn cần làm cái test véo da, tức là mình véo độ dày của cái da giữa hai lớp da của mình. Nếu như mà nó dày trên 3 cm thì tức là bạn có mỡ thừa và bạn có thể áp dụng phương pháp hút mỡ được. Thứ hai, tại sao bạn lại chọn phương pháp hút mỡ? Bởi vì bạn muốn giảm vòng đo nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bởi vì bạn không có nhiều thời gian. Bởi vì bạn cần một cái vòng eo hay là cái vòng đùi nhỏ trong thời gian cắt tóc nhất. Như vậy chọn phương pháp hút mỡ là hoàn toàn hợp lý. Thứ ba, bạn cần phải đi tư vấn. Thì thời buổi hiện nay, bạn nên chọn phương pháp giảm mỡ bằng máy hút mỡ. Hãy hỏi xem cơ sở thực hiện cho bạn có sử dụng máy hút mỡ cho bạn hay không. Tức là cái máy hút mỡ đó phải tác động làm hóa lỏng cái mỡ trực tiếp ngay tại lớp mỡ, chứ không phải những cái máy mà chỉ tác động bên ngoài da. Và những cái máy hút mỡ hiện nay trên thị trường như là Ultra-G, LipoSaver, LipoLaser, vân vân. Nói chung thì máy hút mỡ phải là những cái máy tác động trực tiếp tại lớp mỡ thì mới gọi là máy hút mỡ. Thứ tư, người thực hiện hút mỡ cho bạn có phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Và bác sĩ này có cái chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Bởi vì hút mỡ cần phải thực hiện đúng quy trình, đúng nguyên tắc y khoa, sử dụng đúng thuốc thì mới đảm bảo an toàn cho bạn được. Thứ năm, hãy hỏi kỹ các quy định về chăm sóc hậu phẫu. Việc hút mỡ có kết quả đẹp hay không phụ thuộc 50% vào quy trình chăm sóc hậu phẫu. Việc băng ép, cố định và dàn xếp da sau khi hút mỡ đòi hỏi một quy trình rất là nhiều kinh nghiệm để cho ra một làn da không bị nhăn nhúm hay bị lồi lõm. Trên đây là vài lưu ý bạn cần phải biết khi muốn áp dụng phương pháp hút mỡ. Khi bạn đã làm đúng thì không có gì phải lo sợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.